Nhân vật chính của câu chuyện là Carmen, được hiện thân trên niềm đam mê và lòng dũng cảm của người phụ nữ. Khán giả đã cảm nhận câu chuyện tình yêu, sự ghen tuông và tự do của con người qua phần trình diễn của giọng nữ trung cao Thanh Quyền, người đảm nhận vai chính Carmen, và giọng nam cao người Pháp Patrick Gauthier trong vai Don Jose. Phần âm nhạc đầy xúc cảm do Carlos Drude, giám đốc âm nhạc của dàn nhạc trường đại học Paris chỉ huy. Trên sân khấu của vở kịch còn có sự tham gia của các giọng ca đến từ Thái Lan và Hàn Quốc, thể hiện sự hợp tác giao lưu văn hóa trong nghệ thuật kịch giữa Việt Nam và các nước.